Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay các bạn hãy cùng mình tô màu cho hai cây, đây chính là cây kem các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu xanh. Tục cây kem màu hồng, màu xanh ngọc. Xanh lá cây. Màu đỏ ạ. Màu vàng. Các bạn thân mến, vậy là mình đã tô màu xong cho hai que hai cây kem rồi.